bộ phim Mỹ Vị Kỳ Duyên, sản xuất Lý Nhĩ Vân, chấp hành đạo diễn Ngô Lôi Minh, Trương Mẫn, Viên Bân, đạo diễn Thái Mân Hoa, biên kịch Như Tuấn, với sự tham gia của các diễn viên Mike Angelo trong vai Lý Vũ Triết, Mao Hiểu Đồng trong vai Tống Giai Minh, Trần Hân Dư trong vai Diệp Dĩ Lan, Lương Vũ Kiếm trong vai Triệu Hàn, Phương Dật Luân trong vai Diệp Dĩ Hiên, Thịnh Lãnh Hy trong vai Lý Vũ Hy, cùng một số diễn viên khác. Tập 40. Cô cho hỏi, cô có thiệp mời gì đám cưới không? Không có. Nhưng mà tôi là bạn của chú rể, tôi có thể nói chuyện với anh. Thật sự ngại quá. Lý tổng đã đặc biệt căn dặn, hôn lễ lần này vô cùng thân mật, người tới đây tham dự đều là bà con bạn bè. Cô à, xin mời cô về cho. Tôi chính là người bạn rất thân thiết với ảnh mà. Thôi hay là như vậy đi, tôi sẽ gọi cho ảnh, rồi anh nghe đi có được không? Khi mọi người gửi lời chúc mừng thì hôn lễ này đã hoàn thành. Điều anh cần chú ý là khi anh nhận nhẫn cưới thì anh phải cầm cho thật chắc chắn. Chúng ta lấy tay trái đưa qua tay phải, sau đó đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô dâu. Có lẽ là ảnh đang bận, nhưng tôi thật sự có việc rất là gấp để mà tìm ảnh. Cô à, nếu cô còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đó. Giai Minh à, Giai Minh. Sao anh lại đến đây vậy? Đi. Đi đâu chứ? Vậy mình à, ở đây canh gác rất nghiêm ngặt, không vào được đâu. Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Hả? Được. Đi. Phải làm sao anh Bằng Phi? Xem ra không vô được sảnh lớn rồi, chúng ta tới phòng nghỉ đi. Được. Đi. Tống Giai Minh. Giai Minh, tại sao cô lại ở đây chứ? Tôi có chuyện riêng của tôi, không cần báo cáo với gì. Giai Minh, thật sự ngại quá, tôi có chuyện muốn nói với Giai Minh một chút. Giai Minh, không phải cô đã chia tay với Vũ Triết rồi sao? Sao còn tới đây làm gì? Tôi biết hôm nay rất là quan trọng đối với mọi người, nhưng mà trước đó tôi đã biết được một bí mật. Tôi nghĩ là Vũ Triết anh ấy có quyền được biết. Cô đã biết được chuyện gì? Chân của Dĩ Lan đã bình phục lâu rồi. Các người làm như vậy là để lừa gạt Vũ Triết. Đừng nói bậy, tại sao Dĩ Lan lại nói dối chứ? Giai Minh à, cô và Vũ Triết không có duyên phận, không trách được người khác. Nhưng mà tôi có chứng cứ, tôi cần phải cho Vũ Triết biết được sự thật này. Cho dù ảnh không lựa chọn tôi,
thì tôi cũng không để anh bị lừa dối. Vậy mình coi như mẹ cầu xin con, hãy buông tay đi. Bà vừa nói cái gì chứ? Tôi thật sự không ngờ lần đầu tiên bà nhận lại tôi ở trong tình cảnh như vậy. Dạy mình, mẹ biết rất rõ con hận mẹ, con muốn trả thù mẹ. Nhưng mà hôm nay thật sự rất quan trọng đối với chúng tôi. Mẹ cầu xin con hãy từ bỏ đi. Nếu người nhà họ Diệp biết chuyện này, biết con phá hoại hôn lễ, thì mẹ cũng đừng có mơ ở lại ngôi nhà đó nữa. Bà chỉ quan tâm tới bản thân bà thôi. Bà biết rõ trong lòng bà chỉ quan tâm tới đứa con gái tên là Dĩ Lan mà thôi. Hạnh phúc của cổ là hạnh phúc, hạnh phúc của tôi không phải là hạnh phúc, đúng không? Tôi không có trả thù bà, nhưng mà tôi cũng không vì bà hy sinh hạnh phúc của tôi. Dạ Minh ạ, buông ra đi. Dù Triết, Di Minh à, xem lại tới đây. Dĩ Lan chỉ là giả bệnh thôi, chân của cô ấy đã bình phục lâu rồi. Cô giả bệnh vì gạt anh cưới cổ. Lần trước anh đã nhờ tiến sĩ Rep kiểm tra cho cổ rồi, nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có kết quả gì hết. Vậy mình à, có lẽ trong đó có hiểu lầm gì đó. Em biết là anh sẽ không có tin em nói. Trước đó em cũng đã thấy có vấn đề, nhưng mà anh không có tin tưởng. Em đành cầu cứu tiến sĩ thôi. Nói vậy, chân của Dĩ Lan đã bình phục từ lâu rồi. Nói vậy là cô đã lừa tất cả mọi người sao? Sao cô lại làm như vậy chứ? Đúng vậy, cô gạt anh, đã gạt em, đã gạt tất cả mọi người, còn muốn anh hy sinh cuộc đời cho cô. Vậy mình à, cảm ơn em đã kịp thời cho anh biết sự thật. Nhưng mà hôm nay chúng ta không thể bỏ đi như vậy được đâu, bởi vì tất cả người thân bạn bè đều có mặt ở đây. Anh phải đưa em đi nói rõ sự thật với người lớn hai nhà, sau đó đường đường chính chính hủy bỏ hôn lễ này, có được không? Không được đi. Vũ Triết, hôn lễ sắp bắt đầu rồi đó, anh định đi đâu vậy? Hôn lễ sao? Bắt đầu từ giây phút tôi biết được cô đã lừa gạt tôi thì không còn hôn lễ gì nữa đâu. Em không có gạt anh, em không có gạt anh. Chồng của em thật sự không đứng dậy được mà. Không được đi. Dĩ Lan à,
Cô còn muốn nói gì nữa hay không? Không, tôi thực sự không biết là cô muốn lừa gạt mọi người đến bao giờ nữa đây. Người nhà cô thương cô như vậy, khi cô bị bệnh họ đau lòng cỡ nào cô có biết hay không hả? Trên đời này không có bất cứ chuyện gì đáng để cô lấy người thân của mình ra làm trò đùa đâu. Dĩ Lan à, cuối cùng cô có hiểu hay không hả? Em vì anh, vì anh em làm gì cũng xứng đáng hết. Không phải anh đã từng hứa với em rồi sao? Cho dù em có làm sai chuyện gì, anh cũng đều tha thứ cho em. Không phải anh đã hứa với em rồi sao? Vũ Triết, tất cả những việc em đã làm cũng là bởi vì em quá yêu anh. Dĩ Lan, cô hãy tỉnh lại đi. Như vậy không phải là yêu, mà lấy danh nghĩa tình yêu để giày dò nhau thôi. Cô im đi. Nếu không phải tại vì cô, thì tôi và Vũ Triết đã lấy nhau từ lâu rồi. Đáng ra lúc đó tôi cần phải nhẫn tâm cắt dây an toàn của cô, để cô và tôi chết chung cho rồi đi. Nói như vậy, lúc đó cô và gia mình xảy ra tai nạn giao thông. Đó là có chuyện gì vậy chứ? Ừ, đúng đó. Sao lại bỏ chạy chứ? Đúng rồi, bỏ chạy chứ, không biết có chuyện gì nữa. Không phải cô dâu hả? Vũ Triết à, anh đào hôn thật sao? Ừ. Cũng có nghĩa là em cả gan làm chuyện cướp chú rể sao? Đúng đó, cũng may là đã có em cướp anh ra khỏi đó. Trời ơi, em cứ tưởng là chuyện này chỉ có ở trong phim thôi chứ. Anh đã suy nghĩ kỹ càng chưa vậy? Là không cưới nữa? Đương nhiên là đã suy nghĩ kỹ rồi. Vậy Minh à, em có biết không, lúc nãy hình như anh lại thấy bộ dạng của em trước đây bám riết theo anh, muốn anh tham gia chương trình của em. Anh thật sự rất may mắn vì lần này anh không bỏ lỡ. Tống Giai Minh, người mà anh yêu thương nhất. Chắc chắn ba của anh sẽ giết chết anh, sau đó là giết em. Yên tâm đi, để anh cảnh giác cho. Bởi vì trước đây họ đã tạo áp lực cho anh, anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em rồi. Anh đã tin lầm Dĩ Lan. Giai Minh à, anh đảm bảo là sẽ không bao giờ để cho em phải buồn một lần nữa đâu. Chúng ta tiếp tục kiên trì nhé. Vũ Triết, anh có biết không, em đã đợi câu này lâu lắm rồi.
Đừng khóc nữa mà, chúng ta đi thôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Diệp Dĩ Lan, đúng là mắc cười thiệt đó. Sắp tới bước cuối cùng rồi, Tống Giai Minh vừa xuất hiện thì Vũ Triết liền bỏ đi với cổ. Tất cả mọi người đang chờ cựa vào mặt mày đó. Mày đúng là người thất bại nhất trên đời này mà. Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Tiểu Hàn, cuộc đời của em không còn ý nghĩa gì nữa. Là một người con gái, nghi thức đính hôn, em đã cầu xin Vũ Triết diễn với em đám cưới thì chú rể đã bỏ đi. Anh nói đi, em sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Còn có anh ở đây và người nhà yêu thương em. Em hãy tin là cho dù có xảy ra chuyện gì, người yêu thương em sẽ tha thứ cho em. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ ra nước ngoài bắt đầu lại, quên đi tất cả. Hồi ức cắt cốt ghi tâm làm sao có thể quên ngay được như vậy? Cũng vì Vũ Triết, em đã bỏ tất cả rồi, em nghĩ đủ mọi cách, nhưng anh ấy vẫn không muốn ở bên cạnh em. Trên đời này không có ai thật lòng yêu em hết. Em yên tâm đi, anh sẽ không để em một mình đối diện với khó khăn đâu. Khách khứa đã tới đủ hết rồi. Ừ. Hả? Mẹ. Hôm nay là ngày vui trọng đại của anh Lý Vũ Triết, con trai ông Lý Kiến Quốc, tổng giám đốc của tập đoàn Lý Thị, và chị Diệp Dĩ Lan, cháu gái của bà Khương Tố Dân, chủ tịch Quả Bổn, về chung một nhà. Tôi tin mọi người cũng đã chúc mừng cho đôi kim đồng ngọc nữ này từ lâu rồi. Bây giờ thì tất cả chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt hoan nghênh cô dâu chú rể bước vào lễ đường. Chuyện rồi, không thấy chú rể đâu. Hả? Cái gì? Ủa, có chuyện gì vậy? Chú rể đâu? Sao không thấy chú rể đâu? Ờ, thành thật xin lỗi các vị, chú rể đột nhiên ảnh có chuyện gấp đã rời khỏi đây rồi. Hả? Dạ, đám cưới này hủy bỏ, mời các vị ra về. Cảm ơn. Lý tổng. Ờ dạ. Có phải con trai cậu bị điên hay không? Chuyện này. Ờ, dạ con không biết nữa. Không thể nói tại sao lại như vậy được. Mẹ à, chuyện gì vậy? Chúng ta tới xem Dĩ Lan đi, sợ nó không chịu nổi cú sốc đâu. Đứng như kia. Sao lại như vậy? Lúc nó coi thường người khác mà mất thời gian gì đi đó. Thôi, lần thứ hai rồi đó. Đi về thôi. Có như vậy không biết con trai này sẽ lấy được ai. Thôi chúng ta về thôi. Tôn trọng người khác, thì làm việc thời gian. Chớ lại làm chi nữa. Ờ, xin lỗi nha, tôi về trước đây. Chị. Ờ, Dĩ Lan. Không. Mẹ. 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 Mẹ sao vậy? Sao vậy? Mẹ, mẹ sao vậy? Cẩn thận đó mẹ. Bà nội uống nước. Bà lấy thuốc cho nội con đi. Dạ, nhanh lên đi.
Mẹ, uống miếng nước cho đỡ đi. Thật sự không ngờ em còn có thể nắm tay anh đi tới nơi này nữa đó. Vậy mình à, cô dâu duy nhất trong cuộc đời của Lý Du Triết này chỉ có một mình em thôi. Ở tại nơi này anh chính thức cầu hôn em. Với những làm bằng kẹo này, anh đã làm nó cho em từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ bây giờ, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra. Tống Gia Minh, em đồng ý làm vợ anh không? Đồng ý. Cảm ơn. Đây chính là cây kẹp mà lúc nhỏ em thích nhất. Sau đó bị mất, tìm hoài mà vẫn không thấy. Sao lại ở chỗ anh vậy? Anh biết em rất buồn vì làm mất kẹp, nên đã chạy tới nhiều nơi, mua nhiều kẹp nhiều kiểu dáng khác nhau. Nhưng mà anh không biết em thích kiểu nào. Thật không ngờ ký ức của em đều ở chỗ của anh.
Sao anh có được những tấm hình này vậy? Nhớ lúc nhỏ mỗi lần em sinh nhật, anh đều dành dụm tiền từ trước, muốn một món quà thật đặc biệt, thu hút sự chú ý của em. Nhưng mà lúc đó anh không có nhiều tiền, chỉ có thể mua được những món nhỏ. Đa số thì anh cũng không nỡ bỏ tiền ra mua cho mình. Sau đó anh đi làm, kiếm được tiền, cuối cùng cũng đã mua được món quà cho Ra Hồn. Nhưng anh cảm giác ở trước mặt em, anh chỉ là cậu bé tặng quà không Ra Hồn. Anh cũng hiểu được, chỉ khi nhận quà của Vũ Triết thì em mới vui. Cho nên những món đồ này anh đã không dám tặng cho em. Đều ở đây hết. Anh luôn mong ước một ngày nào đó chính tay anh sẽ đem tặng những món quà này cho em. Nhưng anh không ngờ là ngày hôm nay. Thì ra anh luôn dành tất cả tình cảm cho em, nhưng mà trái tim em đã quá cố chấp chỉ hướng về Vũ Triết. Em xin lỗi anh, anh đã hy sinh quá nhiều cho em rồi. Không sao đâu. Yêu một người là một chuyện hạnh phúc, cũng giống như anh vậy. Vẫn nhớ rõ từng ngày quan trọng, từng sở thích của em. Anh là người hiểu em hơn ai hết mà. Như vậy anh đã mãn nguyện rồi. Tiểu Hàn, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Yên tâm đi Dĩ Lan, cho dù em mất đi Vũ Triết thì em cũng không mất tất cả đâu. Bởi vì anh luôn âm thầm dành tình cảm cho em. Ý nghĩa tồn tại của cuộc đời anh chính là dành cả đời để quan tâm em. Dĩ Lan à, em đừng buồn nữa, em còn có anh mà. Nhưng mà em không biết em phải đối diện với cuộc sống phía trước như thế nào đây. Lời người rất đáng sợ, em cũng không thể nào xem như không có chuyện gì xảy ra được. Dù em muốn sống cuộc sống như thế nào, anh cũng ở bên em. Nếu như người ta bàn tán, cứ để họ nhắm vào anh sẽ cảnh giác cho em. Anh ra nước ngoài với em được không? Giống như anh đã nói, chúng ta rời khỏi Thượng Hải, đi tới nơi không ai biết chúng ta, bắt đầu cuộc sống mới. Một nơi không có Vũ Triết, không có mẹ kế, không có họ Diệp, họ Lý cứ đấu đá lẫn nhau. Chúng ta đi ngay nha, có được không anh? Cho dù em muốn đi đâu, anh cũng đi với em. Nhưng mà Dĩ Lan à, cho anh thời gian là 3 tháng được không? Anh vẫn còn có một số chuyện ở Thượng Hải chưa hoàn thành. Đợi sau khi hoàn thành xong, anh sẽ đem em đi đến bất cứ nơi nào mà em muốn. Em đợi anh được không? 3 tháng có đáng là gì đâu, em sẽ đợi anh mà. Dĩ Lan. Lan Lan, Dĩ Lan, cuối cùng cô đã về rồi. Có bị gì không? Bà nội con không sao.
chỉ hơi mệt thôi. Lệ Hoa, mau hầm canh sâm cho con bé uống đỡ sợ đi. Dạ. Dĩ Lan à, sao con lại khóa máy vậy? Bà nội và ba lo lắm có biết hay không? Ba, bà nội, cho con xin lỗi đã để cho mọi người phải lo lắng. Tiểu Hàn đã giúp con thông suốt rồi, con không nên gạt mọi người. Thật ra chân của con đã khỏi từ lâu rồi, nhưng mà con sợ nói với Vũ Triết thì anh sẽ bỏ con. Khi còn trẻ ai cũng làm chuyện ngốc nghếch. Tất cả những việc con đã làm bà nội đều hiểu hết. Bà nội có thể bao dung. Bà nội chỉ cần nhìn thấy con có thể đứng dậy đi lại, đó là điều khiến nội vui nhất. Đúng đó Dĩ Lan à, đừng có ngốc như vậy nữa. Con coi ngày hôm nay bệnh tim của nội con suýt chút nữa là không cứu được rồi. Nội à, con xin lỗi, sau này con sẽ không dám nữa đâu. Con hứa từ nay sẽ nghe lời nội. Bây giờ con mới biết được chỉ có người nhà là tốt với con nhất. Con nói được như vậy thì nội yên tâm rồi. Thôi mau đi nghỉ đi, hôm nay con cũng mệt rồi. Trường Hải, mày nghĩ chuyện này không thể bỏ qua như vậy đâu. Mẹ, ý của mẹ là cậu Lý Vũ Triết này quá đáng thật. Nó khiến cho Làng Làng phải chịu uất ức như vậy. Ngoài ra họ Lý đã khiến họ Diệp chúng ta hôm nay phải mất mặt với rất nhiều người thân và khách mời nữa. Chuyện này không phải xảy ra lần đầu. Con cũng thấy cậu ta rất là kỳ lạ. Hôm qua con gặp cậu ta, rõ ràng cậu ta đã đồng ý. Kết quả hôm nay lại làm ra chuyện này, đúng là quá đáng mà. Đúng là trẻ tuổi, tính tình nông nổi, nhưng mẹ thật sự không hiểu. Cậu Lý Kiến Quốc đó, cậu ta dạy dỗ con của mình như thế nào? Con hãy sắp xếp, chúng ta rút tất cả tiền vốn đầu tư vào tập đoàn Lý Thị, tất cả hợp đồng đồng loạt hủy bỏ. Hai nhà từ đây về sau không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Mẹ muốn chống mắt lên coi một tập đoàn nhỏ giống như Lý Thị chịu được mấy ngày. Dạ con biết rồi. Nếu Vũ Triết vẫn không về nhà, chúng ta đến nhà họ Diệp xin lỗi trước đi. Được, tôi sẽ đi chuẩn bị chút đồ. Ừ. Con giỏi thật đó, con đã ăn gan hùm sao? Đi, tới nhà họ Diệp xin lỗi đi. Con sẽ không làm chuyện đó đâu ba. Hôm nay con đã đưa Gia Minh về nhà của mình vì chính thức muốn thông báo với ba mẹ. Cô là vợ sắp cưới của con, cũng là người vợ duy nhất trong cuộc đời này của con. Con nói lại lần nữa đi. Được rồi, có gì từ từ nói. Con muốn ép cho bà phát điên phải không? Tổng Giai Minh à, cô hại Dĩ Lan bị gãy chân mà con mặt mũi đến đây sao? Sao trên đời lại có loại phụ nữ độc ác như cô vậy? Con không cho phép bà nói Giai Minh như vậy đâu. Rõ ràng là Dĩ Lan, cô đã lừa dối trước. Rõ ràng ba mẹ đã ép con phải lấy người mà con không yêu thương. Cuối cùng con là con của ai hả? Trái lại bây giờ con đang rất muốn hỏi ba, cuối cùng con có phải là con của ba hay không? Ba vì sự nghiệp của mình ép con phải lấy người mà con không yêu. Trong mắt của ba ngoài tiền bạc ra có còn cái gì nữa hay không? Đúng, ba nói thật cho con biết, hạnh phúc đương nhiên không quan trọng bằng tiền. Ba lấy hôn nhân của con làm lớn mạnh sự nghiệp của họ Lý. Về điểm này Dĩ Lan có thể làm được, nhưng cổ không làm được. Cổ chỉ liên lụy con thôi. Anh xin lỗi, anh có người cha như vậy khiến em chê cười rồi. Cứ mặc kệ đi,
chúng ta đi thôi. Con đứng lại đó. Bây giờ con dám đối đầu với ba hay sao hả? Được rồi, con đừng có quên, khi con mở nhà hàng là ba đã đầu tư vào đó. Con chưa bao giờ thấy một gia đình nào giống như gia đình mình, tính toán lợi dụng và uy hiếp lẫn nhau, hoàn toàn không giống một gia đình chút nào cả. Con thực sự mong muốn ba mẹ hãy suy nghĩ thật kỹ những lời con vừa mới nói. Trước khi ba mẹ hiểu ra, tạm thời con sẽ dọn ra ngoài ở một thời gian. Vũ Triết! Vũ Triết! Vũ Triết! Lý Kiên Quốc, đến hôm nay tôi mới biết được, thì ra ở trong lòng của ông, điều quan trọng nhất chính là tiền. Dù gì tôi trở về đây cũng vì chuyện hôn nhân của con. Bây giờ đám cưới đã xong xuôi thì chúng ta nên ly hôn đi. Cảm ơn, quan anh lần sau lại tới. Trời, chữ này mà cũng không biết đọc hay sao? Thiệt tình. Đây nè. Nè nè. Trời ơi, lại sai nữa rồi. Ô mà, đây là chữ ô. Ô. Ý, hai người, hai người. Dài. À, hả? À, sao, sao hai người ạ? Chúng tôi làm lành rồi. Tôi biết ngay hai người sẽ làm lành mà. Cái này là cái gì? Trời ơi, cái này gọi là người có tình. Ôi trời. Hả? Cuối cùng đã đến với nhau, vui thiệt đó. Nè, Vũ Triết, ba mẹ cậu không làm khó hai người hay sao? Dạ, vẫn ngủ mà, mọi người yên tâm đi. Con đã nói rõ ràng với ba mẹ của con rồi. Vậy mình là người yêu duy nhất của Lý Vũ Triết này, nên con không thể nào sống chung với người khác được. Họ đồng ý dễ như vậy sao? Nè, cô đừng có làm người khác mất hứng như vậy nữa được không? Làm ba kiểu gì vậy? Anh không nói lỡ ra mai mốt gia mình nó bị tổn thương thì sao? Bà cô già chưa từng yêu ai giống như cô, lại muốn làm chuyên gia tư vấn tình cảm sao? Tôi yêu ai chưa mắc mớ gì tới anh chứ? Hả? Yeah. Ông chủ Tống cãi không lại gì Ngô, giống như Vũ Triết cãi không lại Giai Minh. Tiểu Nhai à, có chuyện gì vậy? Con không thích chị Giai Minh nữa rồi. Tại sao vậy? Bởi vì chị biết rõ ba thích chị lại không chịu thích ba. Con gái à, ba hỏi con nha, như thế nào gọi là thích hả? Thích thì làm cho chị vui, tốt với chị. Cho nên là ở trên cuộc đời này, điều làm cho mình vui nhất chính là có thể nhìn thấy người mình thích được mỉm cười vui vẻ. Bây giờ Giai Minh rất vui vẻ, cho nên ba cũng thấy rất vui đó. Thật ra anh Vũ Triết cũng là người rất tốt, có điều không tốt bằng ba của con thôi. Không sao hết, chỉ cần ba không để bụng thì con cũng sẽ miễn cưỡng chúc phúc cho họ. Bác Tống à. Ừ. Con biết là trước đây con đã làm không đúng, nhưng mà xin bác hãy tin con. Nè, con nè, cậu làm được giống như bây giờ. Nói thiệt với cậu, tôi đã rất cảm động rồi. Có thể
vì chuyện tình yêu mà đấu tranh với gia đình của mình. Tôi thấy chuyện này có nhiều người nói ra rất dễ dàng, nhưng lại có rất ít người làm được. Tôi hiểu, nhân phẩm quan trọng nhất của đàn ông là dũng cảm, dám gánh vác. Cậu đã làm được, tôi tin cậu sẽ đối xử tốt với giai mình. Không giấu gì bác, lần này con đã hạ quyết tâm rồi. Bây giờ con cũng đã dọn ra khỏi nhà, sau này con tuyệt đối sẽ không vì ý kiến của ba mẹ mà lay động và thay đổi quyết định của con đâu. Dọn ra ngoài rồi, vậy bây giờ cậu ở đâu hả? Bây giờ con vẫn chưa nghĩ tới, có lẽ tạm thời ở lại nhà hàng một thời gian, dù gì trước đây cũng đã ở một thời gian dài rồi. Nè, đâu có được, cậu ở nhà hàng không được đâu, cậu không có chỗ để ngủ, không có ai chăm sóc cho cậu, cậu ăn uống không đúng giờ, như vậy không được, thời gian lâu dần sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi nói cậu nghe, bà chủ Ngô Tố Bình này có một phòng tới giờ vẫn chưa ai thuê, ha, phòng đó trống, cổ để đồ linh tinh. Vậy đi, chúng ta sẽ dọn dẹp căn phòng đó cho sạch sẽ gọn gàng, sau đó cậu dọn vô đó ở, có được không? Như vậy thì cậu và Giai Minh đó, hai người ngày nào cũng gặp mặt nhau, để hai người khỏi phải cứ chạy tới chạy lui vất vả mất thời gian. Ngoài ra tôi cũng có thể chăm sóc cho hai người nhiều hơn, có được không? Như vậy thì quá tốt rồi còn gì nữa. Nhưng mà tôi có một điều kiện đó, là hai người phải ở riêng. Dạ con hiểu rồi. Bây giờ thì tôi vẫn chưa thể đồng ý cho hôn nhân của hai người, bởi vì hôn nhân chuyện lớn đời người, ba mẹ cậu chưa đồng ý chuyện này. Cuộc hôn nhân này không có được sự chúc phúc của ba mẹ thì sẽ không hạnh phúc đâu. Cho nên tôi không thể yên tâm giao Giai Minh cho cậu được. Bác Tống à, bác yên tâm đi, Giai Minh là người con gái con yêu nhất, con sẽ không bạc đãi cổ, cũng sẽ không phụ lòng bác, con bảo đảm sẽ thật long trọng cưới cô làm vợ. Lê Hoa. Mẹ, mẹ vẫn chưa ngủ sao? Ngày hôm nay tại hôn lễ, cô và Tống Giai Minh đó thì thầm với nhau, hai người đã nói những gì? Dạ không có nói gì hết. Tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng, hôm nay Tống Giai Minh cướp hôn, có phải là có liên quan tới cô không? Dạ không có liên quan. Mẹ à, hôn lễ của Dĩ Lan có vấn đề thì cũng đâu có lợi gì cho con đâu. Với lại là con cũng không có lý do giúp cho người ngoài như cổ mà. Nếu như tôi làm rõ mọi chuyện, biết được chuyện này có liên quan tới cô Trần Lệ Hoa, cô lập tức dọn hết đồ đạc của cô cút ra khỏi nhà tôi. Just
睡来肩背温柔脸，诺言太。